nhiều cục dầu đen đã xuất hiện trên cả một đoạn dài ở bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 11 năm 2013. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã huy động lực lượng thu dọn vệ sinh bãi biển. Hơn 40 công nhân đã vớt quét dầu vón cục suốt từ sáng cho đến chiều. Nhưng do sóng biển liên tục tấp rác vào bờ, mang theo dầu vón lại thành từng mảng cục nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Những công nhân dọn vệ sinh cho biết dầu bắt đầu xuất hiện từ khu vực bãi biển Non Nước, sau đó thì ở bãi biển Mỹ Khê và kéo dài ra tận khu vực Mân Thái. Những cục dầu vón đủ kích thước, loại lớn có đường kính đến 50cm, còn các loại nhỏ thì như nắm tay, nằm xen lẫn vào các loại rác. Việc thu gom này chủ yếu là hình thức thủ công nên khó khắc phục nhanh. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, những ngày qua do mưa gió liên tục nên khối lượng rác tràn vào bãi biển Đà Nẵng rất nhiều. Điều đáng lo ngại là các bãi biển này là một điểm đến ưa thích của du khách khi đến Đà Nẵng. Nhưng do dầu vón cục gây ô nhiễm, bám vào giày dép rửa không thể ra đã khiến du khách ngại xuống biển. Hiện Ban Quản lý đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có biện pháp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Trước đó, năm 2011, tại bãi biển Mỹ Khê cũng xảy ra tình trạng dầu vón cục tương tự.